Okay. Tầm 6-7 câu thì mình không trình bày. Không trình bày ra chỗ nào các bạn không hiểu thì các bạn hỏi, thì bạn sẽ làm, anh sẽ chỉ cho các bạn. Bài số 1. Một bữa nay mình không có đi từ ăn nữa, mình đi từ dưới lên. Từ dưới danh sách đi. Rồi, hãy lập bảng liệt kê các giới hạn đặc biệt của dãy số và các giới hạn đặc biệt của hàm số. Thấm, thấm. Không phải thấm không? Đúng rồi. Rồi. Hiểu hiểu cái đề không Thấm? Dạ chưa hiểu này. Chưa hiểu hả? Đây thì đọc đọc kỹ lại, hãy lập bảng liệt kê, tức là bạn lập một cái bảng để mà liệt kê các giới hạn đặc biệt của dãy số và của hàm số. Rồi anh ví dụ một cái cho Thấm hiểu ha, nha. Ví dụ đặc biệt mà, ví dụ như một cái giới hạn của một cái dãy số UN mà thuộc dạng 1 chia cho n thì bằng mấy? Bằng Dạ mấy? bằng không. Bằng không. Đó, thì đây là dạng đặc biệt nè. Các giới hạn đặc biệt nè, đó, rồi, Thấm liệt kê đi, liệt kê tiếp phần dãy số đi. Lim của quy của n. Q mũi n, lim của Q mũi n. Đúng rồi. Bằng không. Bằng không. Sao nữa? Còn gì nữa không? Chị tuyệt đối của quy bé hơn. Với ha, với cái Trị điều tuyệt đối kiện của Quy nha. bé hơn. Đúng rồi. Với trị tuyệt đối của Q bé hơn gì không nghe? Bé hơn 1. Bé hơn 1, chính xác ha, tức là Q nó bé hơn 1. Nó đi từ -1 đến 1 mà mũ n lên càng lớn thì cái số này nó càng tiến về 0, chính xác nha. Rồi tiếp tiếp Thắm. Nhớ cứ nhớ đi, liệt kê ra hết đi. Lát anh mở cái bảng cho bạn coi. Tiếp đi. Rồi, cái dạng trên này còn cái gì nữa không? Lim Dạng giống như này nè. hình như liêm một ngũ một phần n ngũ k. 1 phần n tất cả mũ k, hay là mũ k dưới này cũng được ha. Rồi. Bằng không. Bằng không. N thì mình biết rồi, tại vì n đi từ 0, ủa lộn, từ 1 đến dương vô cùng, đúng không? Còn k thì sao? Điều kiện của k. K hộ z. K thuộc z, đúng rồi, k là một số nguyên. Rồi, chính xác. Còn gì nữa không? Cái dạng này còn một cái nữa. Không phải số 1, không phải số 1 mà là cái gì? Cái chữ gì? Chữ gì các bạn? Ân Khang. Cho nó xong cái này đi. Không chỉ là một. Số bất kỳ. C hả anh? Ừ đúng rồi. A chia cho N. A bất kỳ. Được không? Thì cũng bằng không. Tương tự bên này. A chia cho N mũ K. Lim của A chia cho N mũ K. Với A là số bất kỳ. Thì cũng bằng không. Rồi gì nữa? Còn gì nữa không? Thằng dãy số á, nó gì đó. Có nhớ dãy số nó còn gì nữa không các bạn? Lim của UN bằng C hơn. Liêm của một số C UN thôi. bằng C. Liêm của một số C thôi Thám mời. Bằng gì? Liêm của một số C Bằng thôi. C luôn. C luôn, chính xác. C là một hằng Bằng số các bạn. C. Các bạn biết C là viết tắt của từ gì không? C là viết tắt của từ gì? C là viết tắt của từ constant, tức là hằng số. C là một cái hằng số các bạn. Không thay đổi nè, vững vàng nè. Không thay đổi, vững vàng. Cho nên trên máy tính đó, các bạn thấy á, máy tính các bạn thấy cái chữ đâu rồi, constant đâu tiêu rồi,
Đó. À, chỉ có trong lập trình Pascal thì các bạn mới có constant thôi các bạn. Quên, anh quên. À. Constant, chữ C là hằng số nha các bạn. Rồi. À, còn chữ A là số bất kỳ, nó khác nha, nó khác nha. Hai cái này nó cái ý nghĩa của nó hơi khác nhau chút xíu. Rồi gì nữa? Gì nữa? Còn gì nữa không? Khang mạng yếu hay sao mà bị văng ra văng vô hoài Khang? Em đang ở nhà ngoài ấy, nên mạng nó hơi yếu. Ồ, bữa nay về tảo mộ hả? Ồ, vui, sắp Tết này vui mà còn bị bắt học nữa, buồn, buồn, buồn chết. Đây, để anh mở cái này cho các bạn coi lại coi mình còn thiếu gì nữa không nha. Có giới hạn của dãy số nè. À, nó có mấy cái căn nữa nè. Đây, nè Thắm. À, mình có dạng dãy số nè. À, một chia cho n nè, một chia n mũ k đó, với k là nhiêu, trong trường hợp này là k là nhiêu vậy Thắm? K là mũ mấy? N mũ Ca k lỗ một nè. K là một 1/2. À, biết mũ 1/2 là mũ gì không Thắm? Mũ 1/2 là mũ gì? Mũ 1/2 là mũ gì? À, đây nè, đây nè. Mũ 1/2 là căn 2 đấy. Nè, cái dấu mũ nè, à, anh bật cho mũ 1/2. 1/2 của 4 ha là ra 2 đó. À, của 9 đi là ra 3 nè. Ủa lộn. Mũ 1/2 à lộn lộn lộn, sorry, sorry. 9 mũ 1/2, à, bấm sai, bấm sai. 9 mũ 1/2 nè, nè Thấm. Nên là 9 mũ 1/2 tức là căn của 9 đấy là 3. Ví dụ như mũ 1/3 tức là căn bậc 3. Căn bậc 3 của cái số đó là mũ 1/3 đó. Ví dụ như số 27 đi. Thì nó bằng là căn bậc 3. Anh sẽ viết thử cho bạn căn bậc 3 của 27. Được không? Đó là thằng này nè, bấm cái chắc chắn ra không nè. Tại vì mũ 1/3 tức là căn bậc 3. Được không? Đây. Rồi. Mũ alpha thì cái này là Thắm đã đưa hết rồi. Rồi ha, rồi quy mũ nào với trị đối của quy bé 1 là cũng xong rồi nha. Rồi mình tiếp tục nè. Tiếp tục mình có nè, dãy số có giới hạn hữu hạn nè. Rồi. À, hồi nãy Thắm á, là một cái là C, C thì cũng cũng ok rồi ha. Cho này nó không không có viết thằng C, không viết constant. Đây, cái này thì nó là những cái công thức liên quan thôi. Thấm nãy liệt kê là đúng rồi đó. Liệt kê là đầy đủ nha. Thấm liệt kê khá là đầy đủ rồi. Trong trường hợp của bạn Thấm á, bạn Thấm ghi n mũ k. Với k ở đây á, là một số bất kỳ. K có thể là 1/2. K bằng 1/2 thì tương ứng với nó là n mũ k, đó chính là bằng bằng căn của n. Được không? N mũ k đó chính là căn của n, tại vì k là 1/2. Rồi. Rồi, ở đây thì cộng trừ nhân chia của các dãy số. Rồi không có gì đặc biệt hết ha. Rồi, đây cái công thức này thì các bạn cũng phải nhớ nha. Tổng cấp số nhân lừa vô hạn. Giờ hỏi hỏi thử Thắm nhớ lại công thức của mình học nè. Tổng của cấp số nhân thôi. N số hạng đầu tiên cấp số nhân thì là công thức gì? Nghe kỹ câu anh hỏi nha, N số hạng đầu tiên của cấp số nhân là gì? S bằng U1 nhân cho U1 nhân cho 1 trừ cho quy ngũ N phần 1 trừ quy. Rồi, chính xác. Quá chính xác. À, thì khi mà mình đưa vô cấp số nhân lùi vô hạn á, à, đây nè, để ý cái từ này gọi là lùi vô hạn ha. Lùi vô hạn tức là quy trong trường hợp này nó sẽ là trị đối của quy sẽ bé 1. À, thì 1 thì quy mũ n nó sẽ bằng bằng 0, thì lúc đó công thức của chúng ta sẽ trở thành quy U1 chia 1 trừ quy. À, giống y chang này, U1 chia 1 trừ quy là tổng của cấp số nhân lùi vô hạn. À, khi mà cái n đủ lớn
Khi n đủ lớn thì gần như q này nó bằng không, thì lúc đó không còn tính nữa, không còn tính nữa, tại vì nó là không thì nó sẽ ra luôn cái thằng này, được ha? Rồi cộng trừ nhân chia mấy cái này thì ok rồi. Thì đó tương tự. Rồi bây giờ anh đi qua cái dãy số luôn cho các bạn nắm luôn cái là xong, tại vì cũng không có gì đặc biệt các bạn, nó y chang hả? Dãy số mà dãy số tiến tới vô cực á, dãy số tiến tới vô cực thì hoàn toàn ô lộng giới hạn của một hàm số khi mà x tiến tới vô cực. Vô cực ở đây thì có cộng vô cực hoặc trừ vô cực nha, còn dãy số á, thì nó chỉ có cộng vô cực mà thôi. Dãy số chỉ có cộng vô cực mà thôi, còn hàm số thì có thể là có cộng vô cực, tức là dương vô cực hoặc là âm vô cực. Thì trong những cái trường hợp đó đó thì mình sẽ có y chang như dãy số, khi nó tiến tới vô cực thì nó y chang dãy số, tức là một chia cho số nào đó hay là a chia số nào đó thì nó sẽ bằng bằng không, giới hạn khi tiến tới vô cực là bằng không. Rồi tương tự x mũ k cũng vậy, x mũ k cũng vậy, nếu mà tiến tới dương vô cực thì nó là dương vô cực, còn nếu nó tiến tới âm vô cực thì tùy theo cái k chẵn hay k lẻ. K chẵn thì x mũ k lên, dù k có âm cách mấy đi nữa thì mũ k lên vẫn là dương, thì nó mới ra đáp án là dương vô cực, vân vân. Bạn thấy là rất là dễ đúng không? Cực kỳ dễ luôn. Rồi rồi sau đó thì nó nói đến những cái giới hạn hữu hạn này, tổng nè, tổng nè, hiệu nè, tổng nè, tổng hiệu nè, tích nè, thương nè, hoàn toàn như nhau thì bạn tìm được. Còn cái cách tìm mà giới hạn khi mà tiến tới một số á, tiến tới một vị trí bất kỳ nào đó thì các bạn cứ việc thế cái đó vào, và nếu mà nó thuộc dạng vô định, nếu nó thuộc dạng vô định tức là bạn thấy x0 vào nè, nó mà thuộc dạng vô định, nó không ra số a, mà nó ra dạng không chia không hoặc là vô cực trừ vô cực gì đó, thì những cái trường hợp đó các bạn phải khử dạng vô định. Thì chúng ta sẽ làm bài tập để chúng ta sẽ xử lý những cái dạng đó là xong. Thì cái cách mà giới hạn á, bữa giờ mình học á, cũng 2 tuần rồi đó, thì nó chỉ vậy thôi. Nó chỉ vậy thôi ha. Rồi thì chúng ta có những cái dạng vô định các bạn, chúng ta có những dạng vô định là dạng không chia không hay là dạng vô cực trừ vô cực vân vân, hoặc là vô cực cộng vô cực nè, vô cực cộng vô cực, ví dụ âm vô cực cộng dương vô cực thì không được đúng không, còn dương vô cực cộng dương vô cực hay là âm vô cực cộng âm vô cực thì tốt đúng không, tại vì dương mà dương vô cực mà cộng thêm dương vô cực nữa thì quá ngon. Được không? Rồi rồi thì đối với những cái dạng mà ví dụ như dương vô cực mà cộng với âm vô cực là dạng vô định nè, hoặc là âm vô cực trừ đi âm vô cực thì nó cũng là dạng vô vô định, các bạn hiểu không? Đây để anh liệt kê ra thôi. Những dạng như là không chia không nè, là dạng vô định ha, các dạng vô định. Để lát anh search Google coi anh có thiếu gì không nha. Hả? Nó bị gì hả? Dạng dương vô định cực trừ hả? Ủa nó bị mất chia sẻ rồi. Được không? Được, thấy 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 chưa các bạn? Ủa nó bị mất người nào vậy? Rồi, tiếp. Mình có dạng dương vô cực trừ dương vô cực là không được nha các bạn. Dạng này thì không được, nó không phải ra không đâu nha Khang. Dương vô cực trừ dương vô cực là không được đâu nha. Hoặc giả là những cái dạng như là âm vô cực trừ đi âm vô cực. Hoặc giả là dạng dương vô cực cộng đi âm vô cực. Những cái dạng này là những dạng vô định nè. Các bạn đừng đừng có nghĩ là một số rất lớn trừ đi một số rất lớn thì nó ra không. Nha Khang, không phải vậy đâu nha Khang. Tại vì số lớn còn có số lớn hơn. Nên nhớ điều đó, núi cao còn có núi cao hơn, nên nhớ điều đó. Cho nên nó không 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 phải vậy. Rồi. Rồi, hoặc giả là âm vô cực trừ đi âm vô cực thì cũng y chang vậy, núi cao còn có núi cao hơn, chưa chắc thằng này nó lớn hơn thằng này, hoặc giả là thằng này thằng âm vô cực này nó lớn hơn âm vô cực này một đơn vị, lúc nào cũng lớn hơn một đơn vị thì đáp án nó phải ra một. Thì những cái dạng này là dạng vô vô định nè. Thì bắt buộc mình phải khử dạng vô định. Thì để khử dạng vô định thì trong này á, nó nói cho mình á, là có những cách mà thông thường á, là nó sẽ áp dụng hằng đẳng thức đáng nhớ, hằng đẳng thức đáng nhớ được không, giống như đây là dạng a cộng b nè, dạng a cộng b nè,
thì nó khử cái dạng vô cực. Ví dụ như A này là âm vô cực cộng cho căn của B là dương vô cực. Được không? Một cái thằng âm cộng thằng dương thì chưa chắc nào lớn hơn nào, có thể ra một, nó ra một cố định hoài luôn thì giới hạn nó là một. Thì nó khử bằng cách đó là nó áp dụng cái hàng đẳng thức đáng nhớ là A bình trừ B. A bình trừ B thì nó có thể đổi dấu được hai này. Và tương tự như cái thằng này, hàng đẳng thức A bình A bình trừ B bình đó, hàng đẳng thức A bình trừ B bình đó. Và tương tự A3 trừ B3 thì cứ lấy cái hàng đẳng thức đáng nhớ ra. A3 trừ B3 hoặc là A3 cộng B3. Còn trên này là hàng đẳng thức là A bình trừ B bình. Ở trong đó A là A còn B sẽ là căn B. Vân vân. Đối não hết. Rồi. Ok, thôi, coi như là qua câu này nha các bạn. Qua câu này nha, cũng không có gì đặc biệt đâu tại vì nó bình thường quá. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ qua câu số 2 đi. Câu số 2 tới bạn Khang nha. Cho hai dãy số UN và VN, đang đang nói đến dãy số nha Khang. Rồi, biết trị đối của UN trừ 2 bé hơn bằng VN với mỗi n. Rồi. Và giới hạn của VN thì không. Thì ta có thể kết luận gì về giới hạn của dãy số UN? Sao Khang? Giới hạn của VN bằng 0 thì trị tuyệt đối của VN nó nhỏ hơn cái số dương tùy ý đúng không? Đâu? Nó lại nó suy nghĩ kỹ kỹ lại nè, nó nói lại một lần nữa. Dạ. Giới hạn của VN bằng 0 thì nó bé hơn một cái số dương bé tùy ý đúng không? VN bằng Trị 0, tuyệt giới đối hạn của nó của bằng 0. VN. Thì đó VN bé số dương nhỏ tùy ý. Thì sao thì điều đó nói lên được điều gì? Đây xử lý từng cái đi, em xử lý cái này đi. Giới hạn của VN là 0. Tức là khi gì? Đọc lại thử coi khi gì? Khi n, khi n càng lớn, tại vì giới hạn của dãy số mà, khi n càng lớn thì khi n càng lớn thì vn càng tiến tới. thứ không Đó thì tương tự. Khi mà nó bé hơn này á thì đồng nghĩa với việc là nó bé bằng không, tức là cái dãy UN trừ 2, dãy UN trừ 2 trị đối của nó sẽ bé hơn hoặc bằng gì? Bé bằng gì? Bằng không. không. Đúng rồi, bé bằng không đó, chính xác ha. Ok không? Thì đó mình suy ra được gì? Dãy VN, ủa dãy UN này sao? Thì UN này nó bé hơn hoặc bằng 2. Bé bằng 2, hợp lý cũng được. Okay, suy luận vậy đi chứ nó không đúng nhưng mà được. Rồi sao nữa? Giới hạn của UN nó bằng 2 hả? Rồi, chính xác. Giới hạn của UN là 2. Tức là kết luận gì về giới hạn của dãy UN thì nói nó là 2. Nó là 2 thì dựa trên cái định nghĩa các bạn. Dựa trên định nghĩa. Bài này thì đã từng gặp một lần ở trong cái bài toán của nó rồi. Đây. Tại vì nó luôn luôn bé hơn VN mà VN tiến tới không. Đây, chỗ này nè, để ý nè, Khang, Ân với Thắm nè, nó có cái gì? Nó có dấu bằng. Luôn luôn bé bằng VN. Thì khi mà đặt hai cái giới hạn hai bên này, đặt hai giới hạn hai bên này, điều đó có nghĩa là giới hạn của UN trừ 2 sẽ là không. Và nó sẽ gần tiến tới không. Nó sẽ gần tiến tới không, tức là thay VN là không.
thì lim của nó gần bằng không, cho nên thầy bán không, cho nên giới hạn của UN sẽ là 2. Dựa trên công thức, dựa trên định nghĩa các bạn. Nếu mà trị đối của UN trừ đi A mà bé bằng không, thì giới hạn của dãy UN sẽ là A. Nói gì đó được không? Ok ha. Rồi bài ba đi, bài ba đi anh. Bài ba là phải giải từng bốn cái đó. Câu A là ra ba. Câu A là nhiêu? Ra ba. Câu ba, lý giải đi, lý giải cho các bạn khác hiểu luôn. Giải số kia nó tiến đến dương vô cực. Thì cái này là nó cùng bậc bậc một nên thấy sai số chia cho bậc nào nhất là chia cho n. Ở trên tử là sẽ còn 3 trừ 0, ở dưới là 1 cộng cho 0 là chia. Câu 3. Thì đây là một dạng phân thức ha, dạng phân thức mà bậc tử là bậc 1, bậc mẫu là bậc 1. Bậc tử bậc 1, bậc mẫu bậc 1. Thì đối với dạng phân thức mà bậc tử bằng bậc mẫu thì chúng ta lấy cái hệ số của cái thằng cao nhất, 3 chia 1 ra 3. Rồi. Thì nó đúng là vậy. Rồi tiếp bên này. Và năng lượng liên hợp Thôi thôi bây giờ H này để sau, tại vì H nó hơi bị ấy đúng không? Nó hơi bị nhiều quá. Rồi, qua N đi. n bằng không, Bằng không, lý do. nó giống như chữ a cho nên là chia cho n bằng cao nhất. Ở trên tử đó là mình đem n và căn là bình phương là 1 trên n là bằng 0 trừ cho bằng 0, ở dưới là 0 cho 0, sau chia cho số này nó sẽ ra 0. Thôi thì đó đây là dạng giới hạn của một đa thức đúng không, một phân thức chứ, một phân thức mà bậc tử bé bậc mẫu. Bậc tử nè là bậc 1 phần 2 nè, bậc mẫu là bậc 1 nè là thấm, bậc tử là bậc 1 phần 2 là thấm, căn n là bậc 1 phần 2 đấy nha. Bậc mẫu á, là bậc 1 ha, bậc tử bé bậc mẫu thì nó ra không, chốt ha. Rồi được hai số rồi, coi số này cái ra luôn thì ra đáp án luôn, khỏi làm câu h cũng được. Rồi cái số này sao? Ô là chia cho 4 mũ n là trên tử là 3 phần 4 mũ n là ra 0 trừ cho 5, dưới là 1 phần 4 tất cả mũ n trừ cho 1 là còn Bằng trừ 5 chia trừ 1 là 5. 5. Ok ha, chốt ha. Như vậy tên của người này là gì? Tên của nó. Thằng này chắc chắn ra một luôn à, nha Khang. Thằng này chắc chắn ra một luôn. Tại vì nó chỉ có ba bốn chữ số thôi, 1530 thôi. Mà mình ra thằng kia là 305 rồi thì này chắc chắn ra một. Bác mình sẽ chứng minh nó ra một cho các bạn. Rồi. Tên của này là gì? H-O-A-N Hoang. OAN, hoang hoang gì đó. Rồi ok, được ha. Rồi bây giờ đối với này á, để bạn lấy máy tính ra bạn bấm. Bạn bấm nha. Bấm như anh thôi. Căn của x bình phương cộng 2x. Rồi, sau đó bạn trừ đi n rồi trừ đi x ha. Rồi các bạn thế một số rất lớn vào. Trong trường hợp này các bạn có thể thế 10 mũ 9 gì cũng được. Tại vì thế vào thì nó không có thay đổi gì cả. Thì đáp án là một nè. Thấy không Thắm? Hiểu hiểu cách anh làm không? Thắm đâu rồi? Dạ hiểu. Hiểu làm sao? Hiểu làm sao? Dạ thay số đi. Thấy số làm sao? Đâu giải giải thích cái cách mà anh bấm thôi. Thanh phong. Hả? Ủa sao Thắm có cái gì mà nó cứ kêu cạch cạch hoài ta?
lắm. Dạ. Đâu, giải giải thích coi, giải thích coi. Từ từ. Như bữa giờ chưa chỉ các bạn cách bấm dãy số. Rồi để chỉ cho. Lát tới trắc nghiệm mình chỉ cho cách bấm. Sao giải thích được không Thắm? Đâu rồi, đâu rồi? Sao ăn? Không, cái cách cách mà mình bấm này là sao? Mình chọn một tôm lấy vào là 10 nữ 9 hoặc là 10 nữ 8 rồi 18 mình con nha. Số càng lớn thì nó sẽ tăng giá gần với cái giá trị mà giới hạn của nó, còn số lớn quá thì nó không hiện ra tình hình. Đúng rồi, thì mình sẽ lựa cái số nào đó hợp lý thôi. À, thì trong cái bài toán này nè các bạn, cách bấm á, thì các bạn cứ nhập cái biểu thức đó vào. À, thì trong cái bài toán này á, là giới hạn khi n tiến tới dương vô cực. Tại vì đây là dãy số nha. Đây là dãy số cho nên n tiến tới dương vô cực. À, vì n tiến tới dương vô cực cho nên mình sẽ phải thế một cái số nào đó rất là lớn vào trong cái biểu thức này. À, thì cái số là bao nhiêu? Thì điều đó có nghĩa là giới hạn của nó tại cái số đó. À, chúng ta can thử à, tại vì mình bấm 10 mũ 9 tức là anh bấm 1 tỷ đó các bạn. À, anh có thể các bạn có thể bấm 10 mũ 50 à, thử đi, 10 mũ 500 đi à, nó sẽ ra lỗi. Tại sao? Tại vì 500 mà bình phương lên cái nữa. Đúng không? 500 mà bình phương lên cái nữa là 10 mũ à, ngàn. À, 10 mũ ngàn là nó tính không được, máy tính nó tính được tới 10 mũ 99 thôi. Cho nên bạn bấm nút back lại nè, bấm nút back lại nè. À, các bạn 50 thử đi. À, cũng lỗi, tại vì anh nói là nó tới mũ 99 thôi, 50 mà mũ 2 lên, không tính dấu căn nha, nó tính từ từ nha, nó tính 50 mũ 2 lên, ra 100, 100 nó tính được, à, nó chỉ tính được 10 mũ 99 thôi, à, cho nên đó, bạn có thể can một cái x đó là 10 mũ, à, vừa vừa thôi, 10 mũ 9 thôi, 1 tỷ thôi là được rồi, không cần đóng ngoặc luôn hả, cứ bấm 10 mũ tỷ, à, 10 mũ 9 thôi là được, rồi ra 1 là xong. Bạn có thể bấm một số khác 10 mũ 6 mũ 7 đó thì tùy theo cái điểm của nó, cái điểm kết của nó nè, thấy chưa? Ví dụ mình bấm 10 mũ 6 á, mình bấm 1 triệu á, 10 mũ 6 á thì nó gần tiến tới 1 nè, nó chưa hiện ra số 1 đâu. Thì bạn bấm 10 mũ mũ 8 mũ 9 gì đó. Thông thường với kinh nghiệm của mình á thì với kinh nghiệm của mình ha thì nó ra ví dụ như bạn bấm 10 mũ 6 là số nhỏ á. 6 số nhỏ mà bạn nhìn thấy này nè, 0,99 là bạn biết tiến tới 1 rồi, tại vì trên chỗ này là 1 thôi. Vậy ha, cái cách mà mình bấm là vậy đó. Rồi à, còn cách giải bài toán này á thì bạn cứ thế vào đi, bạn cứ tiến tới vô cực thì thằng này nó thành gì, thành gì anh, thế thế cái vô cực vào thì này tiến tới gì? Tiến tới gì đâu rồi? À. Bài này á, đây là dạng vô định nè. À, chỉ cho bạn thấy cái dạng vô định nè. Sao? Bạn cứ lấy vô cực thế vào đi thì bạn được gì? Vô cực là thế này vào. Nó ra gì? Cộng vô cực. Ra cộng vô cực. Còn thằng này n tiến tới tiến tới cộng vô cực luôn. À, n cũng tiến cộng cực, dấu thì mình giữ nguyên ha. À, thì mình có hai bên, một cái á, là cộng vô cực, trừ đi cộng vô cực là làm được. Như anh đã nói á, có thể thằng này, thằng trên này nè, nó lớn hơn thằng này một đơn vị, nó cũng là dương vô cực đó, nó là dương vô cực đấy. Nhưng mà có thể nó lớn hơn này một đơn vị. Đây là dạng vô định thì bắt buộc mình phải thử khử cái dạng vô định này. Mình phải khử hoặc giả là các bạn sẽ phải lấy máy tính ra bạn bấm như nãy giờ anh bấm á, là ra đáp án luôn. À, cho nên phần giới hạn nó không không có dạng vô định. Rồi. Ok ha.
Thì mình sẽ khử cái dạng vô định này. Khử dạng vô định này thì bằng cách nào? Cách nào anh? Nhân lượng liên hợp là trang tử nó Nhân lượng liên hiệp của nó. sẽ Thì tử thì cứ lấy hai này bình phương thôi, ra gì? là bình cộng hai Đúng rồi, căn nó bình phương ra, rồi trừ đi. Rồi, mẫu là lượng liên hiệp, viết lại hai thằng đó, đỡ dấu thôi. À, dấu trừ thì đổi thành dấu cộng. À, thì bạn sẽ ra gì đây? trên tử là hai nè. Điện tử là 2n. Điện tử là 2n. Còn mẫu. Mẫu giữ nguyên, rồi sao nữa? Đem chia cho n. Đem chia cho n, rồi chính xác. Đem chia tử và mẫu cho n. Thì được Đem gì? hai. 2 Như dưới mẫu là ra một. căn 1 cộng Hai chia n. Hai. hiểu không? Chia cho n, n mà đưa vào dấu căn thì nó phải thành n bình phương, n bình chia ra 1, còn 2n chia n bình ra 1, 2 chia n thì chúng ta có cái này. Ra gì? Một. À, ra 2 chia 2 nè, tử là 2 nè, mẫu là căn 1 cộng 1 nè. Cũng là 2 nè, ra là 1. Giới hạn của nó là 1 ha. Các bạn khác hiểu cách làm nha. À, tất cả mọi thứ rất là logic nha các bạn, không có gì là không hiểu cả. Tất cả mọi thứ là logic cả. À, tất cả là logic nha, nhớ nha. À, tại sao mình lại nhân lượng liên hiệp là tại vì nó là dạng vô định. Mà dạng vô định mà có dấu căn. Nên nhớ, dạng vô định mà có dấu căn thì sẽ sử dụng lượng liên hiệp. Lượng liên hiệp thì thằng tử cứ lấy thằng A bình trừ B bình thôi. À, thằng này là căn thì bình phương lên mất căn. Thằng này 1n bình phương lên thành n bình. Mẫu là lượng liên hiệp với thằng trên này. Thì ra là căn cộng. À, đổi dấu này lại thành cộng. Là xong, chắc chắn giải ra, không có gì khó cả. Rồi, mình sẽ tiếp tục nha. Rồi, qua câu 4 đi, câu 4 đi Thắm. Câu 4 đi Thắm. Rồi, có nhận xét gì về công bội của các cấp số nhân lượng vô hạn? Dạ là công bội luôn Luôn gì? luôn cùng một số. Luôn cùng một số là sao? Công bội thì đương nhiên là cùng một số rồi, cấp số nhân thì công bội là một số rồi. Em suy nghĩ thôi. Ngày nào cũng quậy cà phê vậy Thắm, Đâu có đâu anh. chứ sao mà nó chạy dữ vậy, Có máy quạt hay gì á. kỳ vậy? Để tắt thử. Cái máy quạt á. Mấy quạt gắn cái bong bóng vô Dạ không có, nó bị cái gì mà nó rồ vậy. mà bị rồ, bị rồ. Công bội cấp số nhân lượng vô hạn như thế nào? Quy á. Quy bé một anh. Đúng rồi, trị thì đó của quy. Bé 1. Chính xác ha, cái công bội cấp số nhân lùi vô hạn, lùi vô hạn thì trị thì đó của quy sẽ bé hơn 1. Bé hơn 1. Bé hơn 1 chứ không bằng 1 nha, bằng 1 là nó đứng yên á. Nó không lùi á. Thử coi, quy là âm 1, âm 0.5. Nhân âm âm 0.5 thì nó cứ lùi 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 như thôi mà nó nhảy qua nhảy lại. Ok. Ok, nãy anh nói anh search cái gì ta? À đúng rồi, search các danh sách của cái thằng ấy đúng không? Thằng dạng vô định đúng không? Rồi tiếp. Tiếp đi Thắm. Dạ, cho ví dụ là quy bằng âm 1 phần 2, U1 bằng 1. Để có dãy số là 1
Rồi tiếp đi, 1 nè, U1 là 1 nè đúng không? Dạ. Rồi tiếp. 1 âm 1 phần 2. Ừ. Rồi 1 phần 4. Đúng rồi. Âm 1 phần 8. Chấm chấm chấm. Rồi. À, có công bội là số âm ha, đề chiêu cho một cái ví dụ về cấp số nhân lùi vô hạn. Rồi. Dễ ha, hiểu câu này có công bội là số âm, công bội là số âm thì bạn thắm chọn âm 1 phần 2. Và một cấp số nhân lùi vô hạn có công bội là số dương, tính tổng của mỗi cấp số nhân đó. Rồi. Đầu tiên là cấp số âm đi thì công bội tổng của nó là nhiêu? SN bằng Bằng U1 U1. Đọc luôn, đọc số luôn. một phần cấp số nhân hả? Là một trừ cho một nhân cho một trừ Không có nhân nữa, tại vì đây là cấp số nhân gì? Lùi lùi vô vô hạn. Lùi vô hạn thì sao? là một phần một trừ cho âm 1/2. Đúng rồi, âm 1 phần 2. Được không? U1 chia 1 trừ cho quy. Rồi, đáp số. 2 phần 3. 1 chia cho 1. Sao ra 2 phần... À, bấm máy hay gì vậy? Dạ. Kỳ vậy? Bằng 2 phần 3 ha. 1 chia cho 3 phần 2 thì nghịch đảo 3 phần 2 lại là 2 phần 3. Rồi ok. Số dương thì cũng vậy nha. Số dương thì nó còn dễ hơn nữa. Không có gì đâu. Rồi mình đi tiếp. Cái cách mà tính á, cái cấp số tổng của cấp số nhân á, cách tính đó các bạn, thì anh có chỉ các bạn bấm cái máy này rồi nha. Xếp tổng nè, xếp tổng nè, cấp nào cũng vậy. Đi, mở mở cái ở cái ấy ra, mở trắc nghiệm ra thì bạn có thể làm được rồi. Rồi tiếp cái câu này đi. Rồi làm nhanh ha, lý luận thì tương tự nha. Đây nè các bạn, để ý những cái này nha, để ý những cái này, đó chính là đây là giới hạn của gì vậy Khang? Giới hạn của mấy này là giới hạn của gì? Câu 5 nè. Chỉ số hay hàm số? Chọn một trong hai thôi. Đây là những giới hạn của gì? Của gì? Hàm số hả? Tại sao? Tại sao biết nó là giới hạn hàm số? Nó có hàm số. Có hàm số, đúng rồi. Đây là giới hạn hàm số ha. Rồi, đây là giới hạn những hàm số thì bạn để ý à, chỉ có duy nhất cái thằng hàm số á thì nó mới có ghi những cái thằng x tiến tới gì vậy nha các bạn. Cứ x là hàm số hết nha. Cứ x là hàm số hết, còn mấy thằng kia đó giới hạn của dãy số nãy giờ mình thấy á, toàn là n thôi. Được không? Đặc điểm của nó là toàn là n thôi. Và ở dưới này nè. Ở dưới này là nó không có tiến tới gì cả, tại vì nó chỉ có một cái duy nhất, đó là tiến tới gì? Tiến tới gì Khang? Tiến tới gì? Tiến tới gì gì? Vì tất cả n đã tiến tới Dương vô cực. dương vô cực. Tất cả n đã tiến tới dương cực, tức là mặc định thằng này á là n tiến tới dương vô cực ha. Rồi. Rồi. Bây giờ á mình sẽ coi cái này ha. Tìm cái giới hạn sao? Đây là giới hạn của hàm số nè. Rồi. Cái giới hạn của hàm số á thì mình sẽ có đây. Đặc điểm của nó là nó có x nè. Cái thứ hai là nó tiến tới một cái số nào đó. Giả là nó sẽ ghi tiến tới dương vô cực. Mà giả chắc ăn nhất á, bạn thấy là nó tiến tới âm vô cực. Tại vì dãy số thì sẽ không bao giờ tiến tới âm vô cực. Rồi. Rồi, đối với bài toán này thì đáp án là bao nhiêu? Tại sao? Tại sao 1 phần 2 vậy Khang? Thế số vô tính. Thế hai vô.
Lấy số 2 vô làm sao? Tính Tính ra nhiêu? chọn Đọc đi. lại nó ra 5 10, 5 mẫu là nhiêu? 10 Là 10. Đáp án đó, là 1 phần 2. 1 phần 2. Rồi, đây không phải là dạng vô định gì cả ha ha Khang. Không phải dạng vô định gì cả. Cứ áp vô này là lụm lúa thôi. Rồi, câu B. Mình phân tích ra Ông câu B này sao? Câu B này sao? cô B cũng thế số vô. Cái số vô làm sao? Tử nó ra gì? Tử ra gì? Tử ra gì trời ơi? Trừ 3 bình phương cả là 9 cộng 6 15. 5 nhân với trừ 3 ra nhiêu? Trừ 15. Tử ra gì? Ra không. Còn mẫu. Mẫu nó ra Ấy một vậy? Không luôn. Rồi cứ thế vô rồi rồi. Ủa, ba bình phương này 9 trừ đi 9 là không. Dạng này là dạng gì Khang? Không chia không thì bằng mấy? Thì nó gọi là dạng vô định, gì? Dạng vô định thì mình phải làm sao? giờ mình phân tích ra Phân tích ra. Rồi đúng rồi, phân tích sao? Phân tích sao? mình lấy ít mình ra Bình sao? nhân tố số 1. Lát anh chỉ cho các bạn bấm cái thằng này cái là được. À, nhưng mà các bạn phải suy nghĩ, suy luận làm càng lâu quá. Càng sao Khang. Rồi, đây là dạng không chia không. À, vô định. Vì nó vô định cho nên phải khử dạng vô định. Thì khử dạng vô định á, thì anh sẽ không ghi liêm nữa nha. Anh ghi mấy cái đó đó. Rồi, thằng tử này, tại vì nó là dạng vô định cho nên chắc chắn tử và mẫu đều có nghiệm x bằng trừ 3. Cho nên ta sẽ phải làm sao? Chúng ta tách ra được cái hạng tử là x cộng 3. Đỡ dấu ha, trừ của trừ 3 ra là cộng 3. Rồi, thằng mẫu thì dễ quá, đặt x ra làm nhân tử chung, có x cộng 3. Còn thằng tử, tử làm sao? Cứ tách thôi, cứ tách đi. Sao? À. Số 6 hành 3 cộng 3. Không, 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 đâu có tách 6 và anh 3, tách từ từ thôi. Tách làm sao cho ra nhân tử x cộng 3 thì cứ lấy x bình nè. Cộng với gì đừng có nhân tử x cộng 3. Cộng 3 gì? 3 gì? 3x thì đặt x làm nhân tử chung mới có nhân tử x cộng 3. Thì 3x này với 5x này thì còn thiếu mấy x để được 5x? Cộng 2x, đúng rồi. X cộng với số nào nữa để được nhân tử x cộng 3? Cộng 6. Cộng với số 6. Tại vì đặt đặt số 2 ra mới có nhân tử là x. Mà đặt 2 ra thì muốn có x cộng 3 đó thì phải là gì? 6. Là đủ chưa? Đủ, không thiếu gì hết, là chính xác nha. Được không Khang? Phải hiểu cái chiêu này nha. Chiêu tách á, tách liên tục nè. Tách từ bậc cao nhất xuống bậc thấp nhất nè. À, bạn có cái x bình phương à, mà bạn muốn ra nhân tử x cộng 3. À, bạn có x bình, bạn muốn ra nhân tử x cộng 3. Thì nè, thì bạn phải nhân với thằng x để nó mới ra x bình. À, nhân với thằng x thì chỗ này à, muốn ra x cộng 3 thì bạn phải nhân với x ra 3x. Phải hiểu đó rồi mới tách từ từ. À, đang có 3x mà trên này 5x thì thằng này nó phải còn 2x. Thì 3x cộng 2x nó mới ra 5x, biểu thức nó mới không thay đổi. Rồi 2x
À, thì muốn có nhân tử x cộng 3 thì phải đặt số 2 ra. À, thì 2 nhân x, 2 nhân 3 là 6. Đó, mình phải đi ngược vậy đó. Thì thằng tử á, mới có nhân tử nè, x cộng 3 nè. Cộng đi 2x cộng 3 nè. Đó, nó mới có nhân tử x cộng 3 hết nha. Tại vì dạng vô định không chia không thì chắc chắn rồi. À, chỗ này nó phải là lim. Đó, rồi thằng nào cũng có x cộng 3 chém, chém, chém. Thì tử là x cộng 2. Chia x lim được không? Rồi sao ra nữa, ra gì nữa, gì nữa Khang? X bằng trừ bao Thế trừ 3 vào à, ra là nhiêu? 1 phần trừ 3 là trừ, là ra 1 phần 3. rồi. Ok, bây giờ anh chỉ cho bạn cách bấm nha. Chắc bữa giờ anh như chưa chỉ bấm cái này, bạn cứ nhập biểu thức vô bình thường nha. Cứ nhập biểu thức bình thường nha các bạn. Rồi. Nè nè, để ý nè, anh nhập cái biểu thức bình thường nha, khi x tiến tới trừ 3 nha. Các bạn không thể nào, đang đang nhắc kỹ nè, không thể nào bấm cái trừ 3 vào. Thấy không? Không thể nào bấm trừ 3 vào nha. Tại vì trừ 3 cái là cái mẫu nó ra không rồi, không thể nào mà bạn can được một cái thằng mà có mẫu là không được, nó ra mass error liền, nó lỗi liền. Đó, thì bạn sẽ phải sử dụng một cái số cận kề thằng trừ 3. Nhớ nha, cận kề thằng trừ 3 à, thì bạn sẽ sử dụng cái số gì? Trừ 3 phẩy 0000001. Ok không? Có phải số này nó kế bên thằng số trừ 3 không? Bằng ra 1 phần 3 à, mình không thể nào thế trừ 3, nhưng mà mình thế cái số gần cái thằng trừ 3 vào. Thì tại vì x tiến tới trừ 3 thì mình lấy một số kế bên thằng trừ 3 vào. Được ha? Rồi, các bạn có thể lấy à, lấy trừ 3 à, bằng cộng cho một cái số nào đó mà cận kề thằng trừ 3. Thì thông thường anh sẽ cộng 10 mũ trừ 6. À, 10 mũ trừ 6 là 1 phần triệu đó các bạn. À, 10 mũ trừ 6. Vậy nè, trừ 3 anh cộng một cái số 10 mũ trừ 6, chứ không phải cộng 10 mũ 6 nha. 10 mũ 6 là lên 1 triệu rồi, nữa là lớn rồi. À, nó. Nó không ra số đẹp. Nó không ra số đẹp thì bạn cứ lấy 3. Ủa lộn, trừ 3 là nó nè, trừ 3 là cái x này nè, cộng cho 10 mũ trừ 9 à, cứ lấy 10 mũ trừ 9 đi à, tức là 1 phần tỷ đi, là số rất là gần số trừ 3, cộng cho số đó à, rất là gần số trừ 3 thì ra 1 phần 3 luôn. Hiểu không Khang? Dạ hiểu. Đây chính là đáp án của Liêm. Được ha? Rồi, giờ á ta sẽ làm nhanh câu này, đáp án là nhiêu? Các bạn lấy máy tính và bạn tập bấm đi. Để chúng ta còn có 4 câu á, tập bấm đi. Rồi. Hả? Âm vô cực. Tử ha. Âm vô cực thì giới hạn nó ra cái gì nha? Anh sẽ nhập cái này vào. Mình sẽ thử nha. Anh sẽ nhập câu C này nha. Câu C. À, đang làm câu C. 2x trừ 5 chia x trừ 4. Các bạn thế với trừ 4 vào thì thằng này ra không. Còn thằng tử á, thì nó ra là ô lộng 4 chứ à, thằng này là ra không. Thằng mẫu ra không. Nhưng mà không này là không gì? Không này trừ 4, tức là 4 trừ chứ. Không này là không là âm, đúng không? Rồi tử là 4, 2, 8 trừ 5 ra là 3. 3 chia 0 là âm vô cực. Đúng rồi, tử là số dương, mẫu là số 0, nhưng mà không này là không âm. Rồi, bây giờ anh sẽ cho bạn coi nếu mà âm vô cực à, âm vô cực thì nó sẽ như thế nào nha. Ta sẽ can thử một cái số vào. Y chang vậy, các bạn cứ lấy số 4. Cái này là 4 chứ không phải trừ 4 đâu nha. Lấy số 4 và chúng ta cộng với 10 mũ trừ 9, một số rất là gần số 4. 10 trừ 9 là 1 phần tỷ đó. Đọc, viết sai rồi. Cộng chứ không phải là, cộng hay là trừ gì cũng được nhé bạn. 4 cộng hay trừ 10 mũ trừ 9 à, nên nhớ 10 mũ trừ 9 thôi. Bằng. Các bạn thấy ra là dương vô cực à, nhưng mà bạn thấy là anh bị sai chỗ nào? Anh bị sai chỗ nào mà không ra đáp án là âm vô cực? Anh can đó, anh can bị sai đó. Anh có thấy anh sai chỗ nào không?
À, điểm trừ đâu? Điểm trừ đâu? Bị sai đấy. Thắm, sai đâu thắm? Nhỏ hơn 4 hả? Nhỏ không? 4, đúng rồi. Thì mình sẽ bấm làm sao? Ba phẩy mấy 3 phẩy, đúng rồi, 3,99 cũng được. Nhưng mà mình biết cái thằng này là 4 trừ. 4 trừ tức là bên trái số 4. Các bạn nhìn ở trên cái màn hình của anh nè. Anh bấm cái này là bấm 4 cộng này nè. Bấm cái này 4 cộng cho nên nó mới ra dương vô cực nè. Số rất lớn nè. Nhưng mà anh phải bấm 4 trừ thì anh sẽ 4. Anh trừ đi 10 mũ trừ 9. Đó. Tức là anh lấy số 4 10 mũ trừ 9 là 0,001. 1 phần tỷ mà, 0,001. 4 trừ cái số đó thì nó mới ra là bên trái của số 4. Quan trọng của chỗ này là dấu trừ. À, 4 trừ thì lấy 4 trừ. À, đây nè, 4 trừ thì cứ lấy 4 trừ. Can 4 trừ. 4 trừ thì cứ lấy 4 trừ. 4 cộng thì cứ lấy 4 cộng. Mình bằng cái chắc chắn ra. Ok ha. Ra âm vô cực. À, các bạn nhìn thấy con số này là các bạn biết rồi. À, các bạn có thể lấy 4 trừ đi 10 mũ trừ 15 đi nha. Nha 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 Khang. Các bạn sẽ thấy nó ra là âm vô cực rất là lớn luôn. Error luôn. Lỗi luôn, lỗi luôn. Trừ đi 10 mũ trừ 10. 12 thử coi. Đó, đáp số âm vô cực nè, trừ 3 nhân cho 100 tỷ nè. Rồi ok, tiếp cái này thì dễ quá, cái này ra gì luôn các bạn? Khang, ra gì luôn Khang? Này ra gì? Cái Đáp là án trừ vô cực luôn. trừ vô cực rồi, chính xác, không cần phải giải thích nữa, tại vì nhìn nó quá dễ rồi, thằng này. Ra gì? Nhanh nhanh nhanh. Ra 1/3. Sao biết hay vậy? Sao delay lâu vậy? Chia cho ít, Tại sao chia ít? chia cho cái số lớn nhất. Rồi. Thì đó thì bậc của tử bằng bậc của mẫu. Tại sao mình nói là bậc tử bằng mẫu? Thứ nhất á, là vì đây là hàm số chứ không phải dãy số nha. Tuy nhiên, x này nó tiến tới âm vô cực. Nó tiến tới số rất là nhỏ. Âm. Nó tiến tới âm vô cực cho nên nó cũng giống như dãy số thôi. Cách làm thì dạng phân thức bậc tử bằng bậc mẫu. Cho nên đáp án của nó sẽ là 1 phần 3. Được không? Rồi tiếp thằng bên này đi. Nói luôn bậc này là bậc gì? Ra không. Đối với những cái dạng phức tạp như này nè, Khang, Thắm với Ân, các bạn cứ lấy máy tính ra bấm thôi nha các bạn. Đừng suy nghĩ gì nhiều, tại vì đây là dạng dạng gì? Thằng này là dương vô cực. Trừ đi thằng này. À, trừ đi âm vô cực. Chia cho thằng này là gì? Dương vô cực. À, cái mẫu này là dương vô cực. À, thì dương vô cực trừ đi trừ dương vô cực tức là dương vô cực cộng dương vô cực tức là tử là dương vô cực, mẫu cũng dương vô cực nhưng mà hai cái mấy dương vô cực này nó nhìn đọc khá là cực. Thì cách làm của bài toán này á thì bậc của tử bằng bậc của mẫu đúng không? Bậc tử là bậc bậc 1 nè. Bậc 1 nè, bậc 1 nè, cứ chia tử và mẫu cho x thôi, x mũ 1 thôi. À, thì mình sẽ có bên này là 1 trừ 1 ra 0, chia 3 ra 0. Rồi, những cái bài phức tạp vậy các bạn không biết á, thì bạn cứ lấy máy tính ra bạn bấm thôi, không chắc ăn á. Thực sự ra thì cái việc mà mình làm nhiều á, thì mình mới kinh nghiệm. Mình chỉ làm nhiều thì mình mới kinh nghiệm thôi. Còn những cái mà mình không chắc ăn á, mình ngồi trong phòng thi á, mình rung hay là mình gì đó, mình không có chắc ăn á, thì cứ lấy máy tính ra bấm thôi. Tại vì bài toán mà tìm giới hạn thì nó máy tính bấm thì khá là dễ. Trừ đi x. Anh sẽ can gì đây Khang?
Can gì? Can âm dương cực. Can âm dương cực bấm sao? Đại số nào đó trừ cho 10 mũ 9. Số đó trừ cho 10 mũ 9 thì lấy âm của 10 mũ 9 đi. Bằng 6 ra âm 2 phần 3 ta. Âm 10 mũ 12 đi. Cho nó ra 2, âm 2 phần 3 luôn. Chưa ra nữa không? Âm của 10 mũ 19. Ok, ra âm 2 phần 3. Giới hạn của bài toán này là âm 2 phần 3 nha. Mình sẽ giải cái bài toán này. Tại sao nãy mình lại nói nó sai nha. Nói rồi mà nó bị sai. Rồi. Sẽ giải cái thằng này coi tại sao mình sai nha. Đáp án chính xác của này là âm 2 phần 3 đấy. Âm 2 phần 3. Rồi. Đúng thật. Hồi nãy á, là mình sẽ lấy à bài này mình sai ở chỗ này nè các bạn. Bài này á, bậc của tử bằng bậc của mẫu là chính xác, là hợp lý. Nếu bài này là dãy số á, tức là ít tiến tới dương vô cực á, thì mình làm cách đó đúng. Mình làm cách đó đúng. À, tuy nhiên cái bài này mình làm cách đó sai. Là vì sao? Vì sao? Vì thằng này nó là âm vô cực. Âm vô cực là nó là số số âm. Nó là âm, là số âm. Đó là số âm thì sao các bạn? Thì mình cũng chia tử và mẫu cho x. Tuy nhiên, mình phải biết x là số âm. Tử nó sẽ là căn của x bình phương trừ 2x cộng 4. À, nó sai ngay tại cái vị trí này nè. À, chia cho x. X nên nhớ là số âm trong đầu nha. Trừ đi thằng này chia cho x thì ra là 1. Thằng này chia cho x ra là 3 trừ 1 phần x ha. Chia tử và mẫu cho x nha. Nha các bạn. Ở đây không có gì hết. Tuy nhiên xuống cái bước kế tiếp á, thì nó mới có vấn đề. Tại sao? Tại sao? Tại mình thêm cái gì? Mình đưa cái x này vào trong cái gì? Vào trong dấu căn. À, vì mình đưa cái x vào trong dấu căn. Mà thằng x này là số âm, cho nên cái chỗ này nó phải là gì? Chỗ này nó phải đặt cái dấu trừ ra thì nó mới đưa vào dấu căn ra x bình phương được. Được không? Tại vì x là số âm. Bằng x bình phương ra, bằng rút cái căn của thằng x bình này ra thì nó là trị tuyệt đối của x. Đó, căn của thằng x bình phương sẽ bằng trị tuyệt đối của x. À, thì bạn muốn cái số này là số âm thì thằng này nó phải là dấu trừ ở đây nè. Thì mình mới có cái dạng là x bình trừ 2x cộng 4. À, trừ đi 1 ở đây. Và 3 trừ 1 phần x. À, thì thằng này nó mới ra là trừ trừ 1. Nó bằng giới hạn. Nó bằng trừ 1. Trừ đi 1 chia cho 3 bằng trừ 2 phần 3. À, lý do cái sai á, là mình đưa thằng x vào trong dấu căn trong khi thằng x nó là số gì? Số âm. Trong khi thằng x là số âm, mình không thể nào mình đưa nó vào trong dấu căn được. Nhớ điều đó ha. Không thể nào mình đưa vào căn. Mình muốn đưa vào căn mình phải đặt dấu trừ cho nó một cái. Thì trừ của x, trừ của trừ mới thành cộng x. Hiểu 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 không các bạn, hiểu không? Rút cái căn này ra là có vấn đề nha. À, đây cái biểu thức này nè. À, anh sẽ đi 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 qua một cái vòng nhỏ cho bạn, đi qua một cái vòng nhỏ cho bạn. Rút cái căn này ra là có vấn đề nha. Cho bạn đi ra ngoài đây ha. Rút cái căn này ra là có vấn đề đấy. Là sao? Khi mà anh rút cái căn cho bạn coi nè, rút căn ra nó sẽ là căn của x bình trừ 2x cộng 4 thì là đề cho rồi. Cái mẫu này là căn của x bình, căn của x bình thì là trị đối của x. À, nếu bạn không có dấu trừ này thì biểu thức, hai biểu thức này không bằng nhau. Biểu thức trên này và biểu thức này không bằng nhau.
nếu bạn không có dấu trừ ở đằng trước, đúng không? Tại vì thằng này nó sẽ là số gì các bạn? Thằng này là số dương. Thằng này là số dương. Tại sao? Căn này là dương, trị đối của x là dương. Bạn muốn nó âm á, có dấu trừ đằng trước thì nó mới âm. À, còn nếu mà mình nhìn kỹ lại cái biểu thức gốc của nó đó, là căn của thằng này chia cho x nè, căn thằng này là tử là số dương, còn mẫu là số gì? Mẫu là âm đó, mẫu là số âm. À, như vậy thì hai thằng này nè, nếu mình không đặt dấu trừ ra một cái đó là hai thằng này không có bằng nhau, thằng này với thằng dưới này không bằng nhau. À, cho nên mình mới có dấu trừ ở đây thì đáp án nó mới ra trừ 2/3, nó mới đúng, nó mới đúng theo toán học, tức là đúng theo cái này nó chỉ nè, được không các bạn? Đó là cách giải của phần tự luận đó nha. À, như anh đã nói á, nếu bạn không chắc ăn á, không chắc chắn á, câu này anh cũng bị sai mà, không chắc chắn á, thì cứ gặp những cái dạng toán mà phức tạp như thế này nè, lấy máy tính ra mà can một cái là xong, không cần phải 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 suy nghĩ chi nhiều, đúng không? Tốn công mình nhập thôi, mình nhập nó đúng đó, thì đáp án là đúng. Nó chỉ sai ở cái chỗ duy nhất á, là mình nhập thôi, và can của mình đó, nó phải can đúng. À, âm vô cực là âm vô cực chứ không phải âm vô cực mà can một cái con số dương vô cực, được không? Và như nãy anh ấy á, thông thường anh sẽ xài âm 10 mũ 9. À, nếu mà âm vô cực anh xài âm 1 tỷ. À, nó chưa ra con số đẹp. À, nhưng mà mình nhìn thì mình biết âm 2/3, nếu mình nhìn 0,666 là mình biết rồi. À, thì anh sẽ can một cái con số lớn hơn âm của 10 mũ. À, nãy anh thử số 12, à, nó cũng chưa ra. Anh can thử âm 10 mũ, à, 15. Anh số lớn lên 15, 16 gì đó thì nó ra luôn âm 2/3 luôn. Được không? Trắc nghiệm thì mình có thể chọn ngay âm 2/3 luôn. Được không? Rồi. Rồi, câu 6 này, câu 6 này tới anh. Fx khi x tiến tới 0. Bằng mấy? Bạn có thể nhập vô máy tính của bạn bấm luôn cũng được. Nhưng mà cái này tính nhẩm thì mình còn tính nhanh hơn nữa. Tại vì này nó không có gì đặc biệt. Làm sao? Cực. Đúng rồi. Tại vì thằng tử này á ra 1, thằng mẫu này ra 0 ha. Thằng tử là 1. Thay thế số 0 vào thằng tử là 1, mẫu là 0 thì nó sẽ là dương vô cực. Rồi. Còn cái tiến đến dương vô cực. À, tại vì thông thường á khi mà nó tiến tới 0 nè các bạn, thằng tử ra 1, thằng mẫu ra 0 mà 0 này là 0 luôn luôn dương. À, tại vì thông thường mình sẽ xét là 0 này là 0 cộng hay là 0 trừ. À, thì tại vì 0 này nó bình phương. Nó bình phương. À, tức là nó là 0,0001 hoặc là âm 0,99 số âm á, à, nhưng mà nó bình phương lên, cho nên đáp án của thằng này là dương vô cực luôn. Cả hai phía của nó đều là dương vô cực. Thằng này bên này thì ra gì? Trừ 1. Nên chia cho ít Thì giờ mình chính xác ha. Các bạn lấy cái hệ số của thằng này nè. Hệ số của thằng tử là trừ 1 nè, hệ số của thằng mẫu nè là 1 nè. Trừ 1 chia 1 ra trừ 1. Rồi, Gx tương tự. Gx khi tiến tới 0 thì nó sẽ là dương vô cực, chính xác. Còn thằng này, Gx khi tiến tới dương vô cực. À, dương vô cực là dương vô cực tại vì sao? Đơn giản thôi. Của bà nó lớn. Tại vì bậc tử lớn hơn bậc mẫu. À, cho nên đáp án chắc chắn nó sẽ là dương vô cực. Rồi, sau đó thì nó kêu mình nhìn hình, à, kết luận cái kết quả câu A mình làm đúng hay sai thì bạn cứ nhìn hình thôi. Fx khi x dần tới 0. Đâu? Chỉ cho anh này, fx khi x dần tới 0 thì nó sẽ tiến tới dương vô cực đúng không? Đây. Đây là đồ thị hàm số fx nè các bạn. À, khi mà nó chạy số 0 nè, các bạn cứ cho nó chạy thôi. Chạy dần tới số 0 thì nó tiến tới bên trái số 0 là dương vô cực. Tương tự,
Thằng này nó chạy. Nó chạy gần tiến tới không thì bên phải của nó cũng sẽ là dương vô cực. Đây là đồ thị hàm số của Fx. Là chính xác ha, đáp án câu này chính xác. Rồi tiếp tục, Fx khi mà x tiến tới dương vô cực thì bạn thấy nó dần tiến tới dương vô cực ha, dương vô cực thì nó dần tiến tới, nó dần tiến tới một. Ủa câu câu A là hình nào đây? Rồi. Vậy hết sức các bạn ơi. Cái câu B này nó hỏi á, là hình nào là của đồ thị hàm số nào? Rồi trả lời đi anh. Hình A là của đồ thị hàm số nào mà hình B là của đồ thị hàm số nào? Anh lỗi quá. Câu B là Fx. Câu B là Fx. Đúng rồi, còn câu A. Đấy. Rx, rồi chính xác ha. Rồi xong. Tại vì cái Fx hệ tính nó có trừ một. Trời, không được. Không nói vậy được. Fx mình có hai cái. Nó phải thỏa mãn đủ hai cái điều kiện này thì nó mới là đồ thị đó. Rồi. Rồi chỉ cho anh đi khi x tiến tới không thì sao? Thì tiến đến Sao nó giật quá vậy ta? Của ăn nó lúc nào nó cũng bị rẻ ta. Khi nó tiến tới không trừ á thì y nó tiến tới dương vô cùng nè. Tương tự khi tiến tới không cộng thì y tiến tới dương vô cùng, tức là thằng đầu tiên thỏ ha. Tiến tới không thì tiến đến dương vô cùng. Còn khi mà x tiến tới dương vô cùng thì giới hạn của nó sẽ tiến tới gì? Trừ một. Các bạn cứ vẽ nè, khi x tiến tới dương vô cùng nè, bạn cứ chạy theo nó. Cái càng tới tiến tới dương vô cùng thì đồ thị hàm số càng sát tới thằng trừ một, thì cái hình này sẽ là Fx là chính xác, thì hình còn lại sẽ là Gx. Thì mình nhìn ký tiến tới không thì hàm số tiến tới dương vô cùng thì nãy mình coi rồi, x tiến tới không trừ và không cộng thì nó đều tiến tới dương vô cùng là chính xác. Cái thứ hai á, là giới hạn khi x tiến tới dương vô cùng thì nó sẽ ra là ủa mình ra dương vô cùng rồi chính xác ha. Tức là khi mà x tiến tới dương vô cùng nè, khi nè đồ thị hàm số nè, khi x tiến tới dương vô cùng tức là x càng đi dương vô cùng thì đồ thị hàm số càng tiến tới gì? Y nè, thấy nó càng đi lên không các bạn, thấy không, thấy không, càng đi lên. Còn cái thằng số 1 này nó chỉ là cái tiệm cận thôi các bạn, tiệm cận thôi chứ nó không phải là giới hạn đâu nha. Cái thằng số 1 này nè, thằng này nó cũng phải số 1 nữa, thằng này cũng phải số 1. Đây là cái đường thẳng y bằng gì đó, y bằng 1, y bằng x thôi. Y bằng x trừ 1, y bằng x trừ 1 mình cái đường thẳng này y bằng x trừ 1. X bằng 0, ồ x cộng 1 chứ, y bằng x cộng 1 chứ. Nó không phải là đường thẳng 1 đâu nha. Đó. Bạn nhìn cái đường thị nè, khi mà x càng 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 qua phải nè thì y nó càng đi lên nè. Càng x càng qua phải thì y nó càng đi lên nè. Thì tiến tới dương vô cùng là đúng rồi. Được ha. Hiểu không? Hiểu hiểu cách đọc đồ thị mấy cái giới hạn này không các bạn? Nói cái cách là như vậy nha. Rồi thôi mình sẽ kết thúc. Ngày mai là thứ mấy đây? Ngày mai thứ sáu. Ngày mai học tiếp ha. Rồi, thôi, nghỉ. Chào các bạn.